Kính thưa quý vị, Đức Huỳnh Giáo Chủ với sứ mạng hoằng pháp lợi sanh, ngoài phương tiện tam độ nhất như để độ tận nhân duyên chúng sanh có sâu căn lành cùng Phật Pháp, Ngài còn phương tiện dùng hóa thân mà dân du đến Bắc Kỳ để thuyết minh chân lý trị bệnh độ dân. Đức Thầy diễn tả cảnh sống người dân đất Bắc, một xứ quê nghèo cực, rồi thuật lại hoàn cảnh xảy ra khi Ngài giảng dạy đạo lý nơi ấy. Sự phản ứng của dân tình cũng có kẻ khen Phật, người lại chê ma, chẳng khác ở miền Nam. Đặc biệt, Ngài dùng những cao từ ẩn ngữ theo nho học của bậc Thoát Trần, làm cho các cụ đồ nơi phát nguồn văn hóa nước nhà phải khiếp đức kinh quay. Ngoài ra, Đức Thầy còn tiên báo cảnh tận diệt sẽ đến với mọi người, nếu không tu sẽ lắm điều lao khổ. Trái lại, những người tu niệm sẽ hưởng sự an vui nơi cõi đời thượng ngoan thánh đức. Xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi bài Để Chơn Đất Bắc của Đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Để chơn đất Bắc Thầy trò dân còn quê kịch hát hoàn nghêu ngao. Sớm làng Đông Mi Thành xôn xao cùng nhau bàn tán các nào trong ni nam. Chúng dân tự ngủ tùng tam kẻ mà người Mỹ làng này đông đúc nhiều người dân tình cũng được đôi mươi tu hành nhiều người giả cả lòng lành có nhiều kỳ lão rành tích xưa. Tới đâu cũng mất đi người ưa, nằm lăn cả hát sớm trưa dỗ dành. Trưng bài tích đi cũ đành đành thiên cơ đạo đức tu hành phần tôi. Dân quê nghe nói hỡi ơi, hùng đồ cường nghịch một hồi cười reo. Đâu kéo bài ba lắp nghe theo làm gì? Thấy trong lê thứ cũng kỳ, đi đâu cũng bị dân thì ghét dơ. Ngày đầu nhiều kẻ còn mơ trị chơi ít bình ngân ngơ sớm diền, cũng không thèm mi trọng nỡ bạc tiền, quyết cớ lòng tìm kiếm người hiền mà thôi. Bắc Kỳ cùng còn cung kiến chè xôi ê hề, thương dân nên chịu nặng nề lời ăn tiếng nói nhiều
bề thấp cao. Tớ thầy nào nay cần lao, thương dân dạy dỗ xiết bao nhọc nhằn. Ngủ luôn lễ nghĩa năm hằng, tám cán trung trực người rằng ngô si. Viết ra mới bốn bài thi, đặng cho trần thế biết thì thần tiên. Cùng xưng rằng hiểu cùng tiên, nhắc ra nhiều khúc kỳ dòng tiên hồng bàn. Nam thiền vô ngại đại hoành sơn, nhiên khước hành di kỷ khách quần, tân tạo quyền sanh hồi châu ngọc, hữu nhược tiên thần hiệp luyện đơn. Dân dân bạch bạch thức sinh thần, cổ quan thổ mương nhất dị nhân. Tiên sinh hiện kiếp phò lê chúa, hậu truyền độ chúng cảm hoài ân. Liên hồng cảm kích dĩ long tuyền, động thành hạng kỳ tác hiện duyên. Kiện sám truyền danh lưu hậu thế, nam diệt trung thần đệ nhất tiên. Nhân danh ly biệt ngàn bắc hà, cổ chí lương thần dĩ phong cam, thọ tử tâm trung trưng hùng khí, quy hồi quốc thủy tiện phương hoa. Bốn bài thơ đã làm xong, văn nhỏ bàn bạc nhiều ông lắc đầu. Nghĩ ra mới biết cơ cầu, người chi thi phú công hầu cố nhớ. Nghiệm suy lời lẽ thiệt hơn, dặn dò ba tánh thi ơn sớm làng. Nào ta có nói bước càng về An Giang tình rõ ràng ai hay. Từ đây Nam Bắc chuyển quay, thì đây khi đó ra tài khuyên dân. Tùng quần tạo quay cầm cân, ở đây cũng dạy hương lân đủ điều. Xác nghèo nhãi tờ cái liều,
cơ hàng rách rưới nhiều điều nan nguy. Tuy là gia trạch hàng di, nhưng mà hiền đức khác gì người xưa. Nhiều người lối xóm đẩy đưa, tấm lòng không mến mà ương bề ngoài. Nước tràn ruộng lúa lạc loài, bắt đầu đó chuyện miết mài bắp khoai. Giáo truyền lời lẽ thẳng ngay, hướng lần trùm trưởng đắng cay nhiều bề. Thầy trò ra sức làm hề, ca tuồng lý loạn giữa kề biên cương. Có nhiều chết cách minh hương, đau lòng nhiều khúc thế lương ở bên Tàu. Chú lùng nhật nghi bổn hùng hào, chẳng thương sanh mạng dân Tàu dạy ngu. Bởi chân hung bạo chẳng tu, cho đến gây sự lưu bù chiến tranh. Bắc kỳ Trung Quốc nghi giáp ranh, sao không xem đó tu hành hiền lương. Cá không bằng mũi cá ương, chẳng nghe lời dạy lắm đường trong ni gai. Há tuần Trung Quốc nghi quá dài, ta bèn bói bạn bài tà tinh. Cả kêu lớn nhỏ đề huynh, từ đây những này chống kình làm chi. Bút nghiêng lôi lại làm thi, đặng cho sanh chúng bớt nghi tinh tàn. Cổ quy tài tận hận gió tận, thiện chí trì lập dĩ thân, tồn tại hư vô tầm bát kỳ nhà. Tiên kiến thần thông chỉ huy cần, điền tăng gia phế khổ đau ly kỳ áo diễm can. Nghĩ xuất thần tiên
đạo. Bần phu cơ đồ bất tử sang, nôn nải kìa ai nhọc mưu cầu. Thế kiên cố của tiền thiên đạo lý, cấp hồi ai trước trót canh thâu. Thiên ý bất tư hoành trừ hình liên quệ tất ư giai, kiềm kỳ tha lam mi hài chi, long trì phi ẩn tạo kiền khai. Ngạo dịnh ngân ca, thành tích cổ nhân tân cử khí, nghiêng tòng bi quyết cơ bích lư xa. Thăm trong cho lễ thứ gặp chầu dinh quê, ở đâu chân cũng còn mê tham cầu danh lời khó kề thần tiên. Từ bỏ kỳ môi sầu riêng, lòng thiền đại anh vì thiên cô phần. Ngành cao tại chi thi ân, biện mình chi hứng đền lân giữa kề. Quy hoàng hương nến tự thiên chi, hội kiến truyền linh thiết dính kỳ. Lôi chất rừng thông mi bên cạnh gần kề, bôn phi lê thứ nhiều bề gian nan. Bất kỳ còn hỡi hỏi phán, chúng dần đi cây rêu gian ruộng đồng. Đời cũng luôn động lòng xưa
cướp mũi mồng thiếu chi. Giáo miệng thành thế một khi, chẳng chế thế sự sầu bi trong lòng. Cá sang thảm cảnh não nồng, cả kêu dân chúng lạc hồng hỡi ơi. Giống xưa tiên cảnh tuyệt vời, ngày nay đã lạc đảo đời nhút nhát. Người hiền nghe tâu ngẩn ngơ, đớn đau sắp đi đến bờ vơ một mình. Muốn xem được hội Long Đình thì dân hãy ráng sửa mình cho trơn. Ở ăn cho vẹn mười ơn, cảnh tình hiền đức gặp cơn khải hoàng. Gắn công khỏi buổi nghèo nàn, sung dậy một cuộc hướng đàn toại thay. Người nào vẹn được chưa kề cửa thánh đài mây an nhàn. Khuyên rằng cuối sớm cùng làng, giàu sang nắm giữ của ngàn làm chi. Chiếc đời nhiều nỗi sầu bi, hạ quân đã hết loạn đồ. Bây giờ còn hơi mơ hồ, chẳng nghe dạy chỉ cơ đồ về sau. Thử xem cho biết cơ vàng y tao, tình yêu sanh chúng chẳng nao tất lòng. Tu huyền như thế cũng rồng mắt nhìn tiếng cánh mây hồng tội tai. Bây giờ ráng chịu đắng cay, ngày sau mới biết mặt mày khùng điên. Đạo đời nào có tư riêng, mình dương chữa trị mới yên ngôi trời. Xa xăm các chỗ các nơi, đầu đầu cũng ráng nghe lời tiên tri. Kẻ hung ngạo nghệ kinh khi, nửa sao đến việc sầu bi nhiều bề. Tớ thầy non núi giữa kề, cũng tìm ăn cốc liễu về dài khuyên. Quyết lòng rửa sạch tìm khiên, ra quay ra lực hùng yên mới làm. Bây giờ còn liễu tay tà, cho nên đạo đức có mà càng phân. Nam thiền bao ngọc ghi châu trân, Phật tiên phân định tâm thần mới nhàn. Duyên sự đê mê cảnh hương đàn, lẫn dò cho thâu nẻo nhìn sương gió loạn cùi chờ trong lúc khải hoàng.
trần. Có một hồi này lập lấy thân, nếu để kể chạy e chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm gắn chuyên cần. Quyền chí cơ đạo kiến linh kỳ, tự tháng dương trần tóc cam bi. Vô vị quý liên tâm quế kỳ, điểm hồng nê địa tự thiên chi. Chừng nào thấy được phụng hoàng rồng chầu chớ bi nhắn đàn hiển vinh. Sớm chiều rèn đúc kính tinh, ngày sau mới thấy phép linh của trời. Ai ai cũng ở trong trời, chốn nào không đạo là đời vô liên. Xét suy cho cạn cổ kim, hết tâm bền chỉ rạch tim xem nhìn. Ta đây ưa ghét mặt tình, dương gian cứ mài chống kình làm chi. Chừng nào thượng cổ hồi quy, thế trần mới hết khinh khi Phật trời. Tu hành đạo đức réo mời, như người ngủ dài với đời loạn ly. Ở sao cho biết tôn ti, dễ người Phật thánh sầu bi mạng đời. Khùng điên ẩn nhẫn tùy thời, có cơn giả dạng dắt đời hàng quân. Mặt tình ai nói thiệt hơn, thấp cao tai tiếng làm ơn cho đời. Luân khuyên thầy tớ tách dời, chẳng nài lao lý miệng đời bình an. Tiếng đợn họ liêu cống sang, đêm khuya khuyên nhủ khắp tràng chúng sanh. Buổi nay nhằm lúc vắng thanh, lời ta khuyên đó như cành ghẹo chim. Trao dồi đúng bực thanh liêm, nữa sao mới biết thành kim đền đài. Việc đời nhiều lúc khôi hài, quyết cơ lòng cho thế một bài học hay.
chuyển miền Nam địa lung lay, Nam Trung cùng Bắc một vai giáo đời. Thiếu ai mà bị giáo mời, đầu trên sớm dưới thỉnh mời liên thanh. Chớ treo phải mượn kệ kinh, mặc tình dân sự biện minh nó lẽ nào. Thâm trầm đạo đức quả thâm thao, rừng ru kệ kinh các quen rào. Rước đưa sanh chúng rời bể ái, thử thét cho cùng càng thấp cao. Liên lụy trần mê bể ái, bỗng suốt thoảng tình mượn thi ca. Thể thống thần tiếng kiên bế chi, tương đồng sanh chung gọi ở ma ha. Sĩ lung á giá tọa phú hào, hậu hiền quý kỷ cao. Thố tự hồ bê ghi chi hứng, đại đồng đạo cả khắp trùm bao. Toán ly bể khổ, khổ tới àng, dân sự an nhàn sướng giữ an. Ta mạng lòng lo gìn sanh chúng, gọi nhường ân đức dịnh ở phong ca. Má ha thoảng nhỏ đã dọn rồi, chèo lái trương bờm chớ thả trôi. Hồng trần hỡi ai ôi, liên quan chính phẩm ở ngọc toàn, được lĩnh thiên hoàng nay sai ta. Hạ giai giải khuyên chuyện đạo lý, giả dạng điên khùng mượn thi ca. Ham vui đạo mừng chẳng xong rồi, trung hiếu giữ gìn phận con tôi. Thế sự bao la ta chẳng hoàng, tiên cảnh non bồng sẵn dị ngồi.
Nước non náo nức giống nội hồng, gắng chỉ kiếm tìm chủ nhân ông. Tuổi trẻ đầu xanh khoanh tay rê, liễu lượng thâm tình tở biển ở sông. Gặp bạn son với linh kỳ, nói sức bình xanh quanh nước lừa, có một ngày chờ hội ứng thi. Hồn thơ tiên thanh sánh đạo màu, chẳng thấy việc đời mạng gớt thâu. Tóm tắt ít lời âu diệt chung, thế sự mê hồn lụy sông mâu. Cha nọ bồng con, vợ khóc hoà, khổ dữ an, nhà không kẻ ở, ôi nỗi trước. Nếu chẳng tin lời gặp thiết tha, lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mắt phàm gặp rồng mây, hãy ráng nghe lời ta mắt trước. Không dịn đạo đức phải phơi thay, thương dân dò ba bánh chớ hề lỡ phai. Cuộc thế giới chuyển lai như chóng, khuyên dân tình hãy lòng mà nghe. Nam Kiều ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Tham cho trẻ hài nhi, liễu điệu vợ xa chồng, bận biểu thế lương. Phong trần dài dạng gió sương, chữ bạn hàm bao hùng cường đua tranh. Còn một cái cuộc chiếu manh, dành xé khắp phía hoàng cầu, ó rẽ một nơi dòm xem châu ngọc chiều mới. Sao đời không đi sớm tách rời cõi mê, để đón việc thảm thế phàm trần tường lắm bi ai. Cũng đồng cốt nhục ghi hoài thai,
nên ta ráng sức miệt mài dạy khuyên. Khi với cô thần tiên giáng bút bởi cơ trời đã thúc khi bên lưng, không tu chừng cổ cũng tu hành gặp đi cảnh vui mừng toại thai. Hoàng hôn tai sắp chuyển luân tai, nhất giả yêu đời chỉ quyền di sanh chúng rộn năng kỳ liên quệ tất tiền lai. Tứ lương đeo đuổi giấc mộng sâu, bỡ hỡi dương trần khá liệu lửa đến chứng ôi khó nhảy, có giòn phong riết lót ngoài sâu. Quyền cơ đạo hành hải giáng tâm, đợi cùng tiên Phật dùng nhân tâm. Ngàn năm thích đạo đành chôn lắm, thương tượng bà gia nỗi lạc ngờ lầm. Cảnh thảm khổ chiều mai sẽ còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn hoài quất thảm thế. Nam ban cánh đi khổ cũng kề bên tay, cuộc biến động nay mai nguy ngập. Một cơ hội này ráng lập phi thân danh, kìa kìa các bậc kỳ công khanh biểu soạn tạc để đành rành chẳng sai. Đất giới nước hậu lai dinh diệu đạo lo tròn yếu điệu tâm thân. Một câu ưng lìa tử ân, ta đừng phải lỡ phong thần bản ghi. Nam mô A Di Đà Phật.